DC70 2016 thế xịn 1747 nha anh em. Bữa nay thì xe này thì em báo cho bà con là hiện trạng là về sau để vậy để mọc luôn ha. Anh em mua xong rồi thì mới dọn dẹp lại cho anh em mình ha. Ví dụ như giờ cái vỏ khoang lại thì em để lại, cái đít chấm móp thì em để vỏ móp. Rồi khi nào mà mua xong rồi thì cái nào chưa ý á thì em sẽ dọn đẹp lông lên luôn cho bà con. Rồi chiếc này thì có một anh trai giấu mặt ở Bình Thuận ha, vào ha. Mới chốt xong lên cái đơn xong ha. Đây, hàm chưa lót, băng tải chưa luôn anh em. Đó, đây không? Con này tình trạng động cơ bơm số lên ha. Giờ hộp số chiếc này á, thì anh nói là không yên tâm cho nên là phải gin 3 thì gin 3 chứ không phải tháo à. 2016 rồi. Đó. Rồi đây giờ quay sơ cái máy, nói sơ về cái máy thì cho bà con cái. Chiếc này thì anh trai lấy giá chắc chắn là hơn 300 rồi. Tuy rằng cái dàn ngoại hình của nó không có được đẹp ha, không được đẹp dàn ngoại hình ha, như là lớp hông này kia đồ, nhưng mà cái mấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là động cơ bơm số giữa dàn sassi nó chỉnh. Còn mấy cái này nè, 1 phút mốt em thay lại mới hết cho bà con ha. Rồi đây, giờ tiến hành cho anh em xem cái dàn chân của em nó đi. Chân cản ở trong đây nè, chân cản sassi đi. Nước sơn mới lướt nhẹ thôi ha. Đó, nước sơn mới lướt nhẹ rồi. Con này thì đề giúp hàng rồi. Cái này khá là chuẩn chỉ cho em đề thấp rồi luôn á. Bữa giờ mấy anh em quay lại kiếm xe đề thấp quá trời luôn, không chịu đề cao mà lại thích lấy đề thấp tại. Nhưng mà cái đề 16 này nè, với lại cái đề 21 á, nó ngang giá luôn, nhưng mà anh em vẫn thích máy đề thấp á. Nghe bảo là động cơ nó chạy rộng hơn thì phải đó. Giờ chuẩn bị đem ra bảo dưỡng cho anh trai con này ha. Sơn lại. Rồi mấy cái tủ lạnh này nè, nhưng mà cái ốp đít nè thì thay mới, ốp hông là thay mới hết lại. Rồi các dòng máy mà 70 á còn khá là nhiều xe bên kho luôn bà con ơi. 200 mấy cũng có, 300 mấy, 400 cũng có, như mấy con này thì nó rơi vào hơn 250 cành xíu nè đó, hơn 250 cành xíu. Còn mấy con bên đây 2018 2019 nè, 2018 2019 cũng vậy luôn, hơn 250, 26 tí là bà con sở hữu được rồi. Riêng cái dòng 70G thì bên em hiện tại còn được 2 xe, 3, 4, 4 xe chứ, 4 xe, trong đó có 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc đang rửa là 3 ha, là tầm giá dưới 300. Còn một cây thì hàng lướt đợi 21 trên 400 nha anh em. Rồi đây hang manh nè, dấu mặt ha. Hang manh chủ máy đó. Rồi, bữa giờ có nhiều bác hỏi DC105 thì bên em còn không? Thì xin thưa là còn nha, còn 3 con. Con hàng đời 20 chạy lướt ha, máy TH ha, chiếc này phải hơn 600 là cái chắc rồi. Hơn 600. Tầm giá này hơi căng ha anh em. Đó. Con chục này là chơi rồi mới chạy có vài trăm giờ thôi nè. Còn mấy chơi này 400 mấy cành, 300 mấy cành có đủ hết. Nói chung là nhiều giá cho anh em ha. DC60. 60 bên đây có 1 cây. 3 cây chứ. Tầm giá 150 tới 200 mấy nha. Con này 2020 nè anh em, 2020 lên tầm 7. 20 lên 7 này nhém nhém 300 xíu thôi ha bà con. Rồi ok, anh em nhà mình có đang quan tâm các dòng máy của ta, từ máy cài hay máy gặt vậy, thì cứ liên hệ cho em. Cài cũng còn khá là nhiều nha. M7040. Con này 300 mấy cành. Động cơ giá số rin ha. 6000 còn 3 cây, 518 3 cây, 3307 còn 1 cây. 4508 còn 2 cây, 34 còn 2, 36 còn 2. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc anh em một ngày tốt lành nha.